Cảm ơn các bạn. Và chúng tôi được biết là cái tay cầm để mà đánh vào violon ấy vừa nãy là có thêm một chức năng mới nữa là giơ lên để vẫy vẫy đúng không? Nó gọi là sốc lít à? Đúng không? Từ chuyên môn gọi là gì đấy? Vào vào vào. Thôi vào đi. Vào. Bạn Mario hát một bài mà toàn bộ nhạc công bó tay. Chúng ta đang chờ đợi bạn Nhung đang đội một cái mũ đầu bò. À gấu à? Ôi trời, của nợ. Như vậy là bạn Nhung đội mũ gấu đang xuống đấu âm thanh. Vâng. Let's get on. Như vậy là chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển với sự minh họa của guitar bass và đàn tam tập lục với cả violon. Okay. Nhưng mà hiện tại là bạn Nhung đầu gấu đang chuẩn bị đàn và mà đang lên dây và kéo đi kéo lại, cẩn thận ông đứt dây thì hết biểu diễn em ạ. Vâng, và đoạn nhạc vừa rồi chỉ là demo thôi chứ tôi nghĩ là đàn violon không thể sôi động như vậy được. Thank you.